muốn huấn luyện viên Park Hang-seo gắn bó, đã đến lúc VFF phải hành động xứng tầm. Tâm sự với báo chí Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo không ngần ngại bày tỏ quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới, nhưng ở VFF mọi thứ dường như vẫn đang dối bời. Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một năm thành công vượt bậc và những thành công ấy khẳng định rằng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo đang là một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng và tiềm năng, đủ sức đưa bóng đá nước nhà đi xa, bay cao. Có điều với huấn luyện viên Park Hang-seo, những thành tiệu ấy là chưa đủ. Là người nắm rõ nhất lứa cầu thủ, với đến 2 phần 3 đội tuyển quốc gia dưới 25 tuổi, từng cùng mình lập nên 4 kỳ tích lẫy lừng. Trong vòng chưa đầy 13 tháng, ông có quyền mơ rằng bóng đá Việt Nam sẽ có ngày bước lên tầm cao mới với sự chuẩn bị từ ngày hôm nay là thuyền trưởng, là đầu tàu, là người quan trọng nhất trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Hẳn nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo muốn nhận được nhiều sự ủng hộ, không phải chỉ là những lời động viên suông, những lời tung hô khi có thành tích mà là sự ủng hộ bằng những hành động thiết thực từ chính VFF, những người quyết định đến sự thành bại của bóng đá nước nhà. Không khó hiểu khi VFF không tán đồng với những suy nghĩ ấy, quyết định ấy của nhà cầm quân người Hàn Quốc bởi dù cho có là người cầm trịch bóng đá nước nhà thì sức ép thành tích từ dư luận và người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn cực kỳ nặng nề, nhất là sau những thành công của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo suốt hơn một năm qua. Nếu như VFF quyết định bàn giao lại U23 Việt Nam cùng chỉ tiêu vô địch SEA Games và lọt vào Olympic 2020 cho người khác, để huấn luyện viên Park Hang-seo dồn toàn tâm toàn ý vào đội tuyển quốc gia, chắc hẳn sẽ vấp phải không ít phản ứng tiêu cực. Và nếu chẳng may thành tích của U23 Việt Nam không xứng tầm với kỳ vọng của người hâm mộ, chắc hẳn cơn bão đổ ập vào VFF là không hề nhỏ. Dễ dàng thấy, dù đang phân công huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, người từng rất cứng miệng tuyên bố rằng lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo tôi đã dùng từ 3 năm trước ở Hoàng Anh Gia Lai, cầm U22 Việt Nam thì đấy vẫn là phương án tạm thời để cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai này trông nom đội trẻ với đến 9 cầu thủ phố núi trong đội hình. Theo lịch đã lên, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải bay sang Campuchia để xem dò xem cảng các cầu thủ U22 Việt Nam đá giải U22 Đông Nam Á để tìm quân bổ sung cho U23 Việt Nam, sau đó dẫn dắt đội tuyển trẻ này tham dự vòng loại U23 châu Á ở Thái Lan vào cuối tháng 3. Trong khi đó, không khó để thấy cái đích cuối cùng mà huấn luyện viên người Hàn Quốc này muốn thực hiện cùng bóng đá Việt Nam là sân chơi World Cup hoặc chí ít cũng lọt đến vòng loại cuối cùng ở khu vực châu Á ngay ở kỳ World Cup 2022 này. Để làm được điều ấy, hẳn nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đầu tư toàn bộ trí lực và thời gian của mình. Đội tuyển quốc gia Việt Nam thay vì phải phân thân như trong suốt thời gian qua, như lời ông nói, khi tôi cùng huấn luyện cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 quốc gia thì khi một giải đấu kết thúc, tôi lại phải bắt tay ngay vào một giải đấu khác. Không khó để giải quyết việc ấy, một trong những phương án khả dĩ là biến huấn luyện viên Park Hang-seo từ người trực tiếp dẫn dắt trở thành một cố vấn cao cấp của U23 Việt Nam như cách giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede vẫn đang làm. Vẫn biết chức vô địch SEA Games là điều mà những người yêu bóng đá Việt Nam đều rất mong mỏi để trở thành một giải đấu quan trọng mà bao năm nay VFF đặt lên mục tiêu chinh phục hàng đầu. Nhưng đứng trước cơ hội để đội tuyển Việt Nam có thể nâng tầm, thiết lập đẳng cấp mới thì sự đánh đổi có phải là sự khôn ngoan hay không? VFF cần ngồi lại với huấn luyện viên Park Hang-seo để cùng chốt lại sớm một bản hợp đồng mới, không phải bởi lo sợ ông thầy người Hàn sẽ ra đi, mà quan trọng nhất là lắng nghe định hướng của ông cho bóng đá Việt Nam, đồng thời đi đến thống nhất trong việc vạch ra một lộ trình xuyên suốt và giàu tham vọng dựa trên tài năng và hiểu biết, nỗ lực của ông cùng những người làm bóng đá Việt Nam. Chỉ có thế bóng đá Việt Nam mới trở thành miền đất hứa để giữ chân huấn luyện viên Park Hang-seo. Các cụ trả bảo, lạt mềm buộc chặt là gì? Nhưng cũng thứ lạt ấy phải khéo vót mới không bị đứt tay, còn làm sao vót cho khéo, đành phải chờ xem VFF dũng cảm đến đâu. Nhìn thầy Bắc Hang Sơ xót xa câu chuyện giáo dục, quý vị tính giả thân mến, hết lòng vì sự nghiệp trồng người, tôn trọng người khác là điều những người làm trong ngành giáo dục nên học hỏi huấn luyện viên Bắc Hang Sơ. Dưới bàn tay của thầy phù thủy Bắc Hang Sơ, hơn một năm qua đội tuyển Việt Nam đã đi từ thành công này đến thành công khác từ chiếc quy chương bạc U23 châu Á 2018 lọt vào nhóm tứ đại anh hào tại ASAT 18 đến ngôi phương tại AFF Cup 2018 và có một giải đấu thành công ngoài sức mong đợi tại AFC Cup 2019 khi lọt vào tứ kết. Đánh giá cao thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thờ huấn luyện viên Park Hang Seo, giáo sư, tiến sĩ khoa học Phạm Phú, nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Sài Gòn cho rằng những thành công ấy đến từ chính tinh thần Bắc Hang Sơ, mà trước hết là sự tận tụy, trách nhiệm của ông sau khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Phú nhận xét, ông bắt xác định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất, nên trên tinh thần đó, ông rất tôn trọng quý mến các cầu thủ, đồng thời cũng rất công bằng trong việc đối xử với họ chính lòng yêu thương của ông dành cho các cầu thủ giống như cha dành cho con nên ngược lại các cầu thủ cũng quý mến coi ông như cha tuân thủ các chỉ đạo của vị huấn luyện viên từ nhỏ tới lớn đánh giá sự tận tâm chính là điều đẹp nhất trong tinh thần bắc hang sơ nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật sài gòn cho rằng những người làm trong ngành giáo dục việt nam từ người lãnh đạo đến người thầy cần học hỏi điều này. Theo đó, những người làm trong ngành giáo dục phải làm sao chăm lo cho nền giáo dục nước nhà với tinh thần hết sức tận tụy, tôn trọng những người trong ngành và cả các học sinh. Có như vậy mới tạo nên tinh thần đoàn kết để đưa nền giáo dục Việt Nam đi lên. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Phố nói thẳng, Thực tế nhiều năm qua cho thấy tổ chức trong ngành giáo dục có phần lộn xộn, có tình trạng cấp dưới không phục cấp trên, ngược lại cấp trên không tin tưởng cấp dưới. Không ít người vẫn đặt câu hỏi liệu những người giữ vai trò quản lý đã thực sự quan tâm đến nền giáo dục một cách sâu rộng, biết đi sâu vào chiến lược để cải cách nền giáo dục một cách tốt nhất hay chỉ nhầm vào một số thứ để phù trương. Trong lúc ông Bắc Hang Sơ tìm ra những biện pháp tốt nhất để đưa đội bóng đá Việt Nam đi lên thì những người quản lý ngành giáo dục đã làm được điều ấy hay chưa? Yêu cầu đối với người lãnh đạo là phải có khả năng đoàn kết, tránh chuyện nghi kỵ trên dưới là mất đi sức mạnh giáo dục Việt Nam đã làm được chưa? chưa kể đường lối giáo dục hiện nay vẫn còn chưa xác định được rõ ràng. Nhắc lại năm 2018, vị chuyên gia đánh giá đây là năm khủng hoảng của ngành giáo dục. Chưa bao giờ ông thấy ngành giáo dục có nhiều nỗi buồn đến thế. Từ gian lận thi cử đến chuyện đạo đức của người thầy như vụ 231 cái tác ở Quảng Bình, nghi vấn hiệu trưởng dâm ô với học trò ở Phú Thọ. Những chuyện buồn ấy báo động, năng lực, uy tín, đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, ngành giáo dục và người thầy là chưa đủ điểm chung của những vụ việc này theo giáo sư tiến sĩ khoa học phạm phố là dường như cả giáo viên và người quản lý đều né tránh không dám đối diện với câu chuyện và bối rối trong cách giải quyết vấn đề giáo sư tiến sĩ khoa học phạm phố chỉ rõ những chuyện buồn của ngành giáo dục trong năm qua trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu dư luận đặt câu hỏi người đứng đầu đã làm tròn vai hay chưa ngành xảy ra nhiều sai sót nhưng vấn đề chịu trách nhiệm và xử lý như thế nào vẫn gây bàn cãi nhiều sự việc cho thấy từ trên trời xuống cứ lời đi để sự việc trôi qua. Mặt khác, khi xảy ra chuyện, giám đốc sở giáo dục phải chịu trách nhiệm. Trong nhà trường hiệu trưởng phải là người chịu trách nhiệm và xảy ra chuyện thì phải xử lý hiệu trưởng. Khi trách nhiệm không đến nơi đến chốn, năng lực uy tín cán bộ không đủ thì cuối cùng lại hòa cả làng. Điều đáng lo ngại hơn, khi xuống cấp về giáo dục thì tất yếu sẽ dẫn đến xuống cấp về đạo đức. Từ những phân tích ở trên, ông cho rằng, để giải quyết thực trạng này, thì trong tất cả các khâu đòi hỏi giáo viên đến cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục phải có đạo đức, sự nghiêm túc cũng như là năng lực. Giáo sư Phố kể, người thi tuyển vào ngành sư phạm phải là người giỏi, có như vậy mới dạy được người khác. Người làm thầy cũng phải có đạo đức, bởi nếu không thì không thể làm gương cho học trò. Tôi muốn lấy hai trường hợp trong bóng đá làm ví dụ. Hướng đường viên Bác Hang Sơ, như đã nói ở trên, rất yêu thương các cầu thủ, ông coi họ như con và đối xử bình đẳng. Ai có tài thì phát triển lên, ai chưa đủ tài thì nuôi dưỡng bồi đắp. Bản thân ông là người có trách nhiệm, có năng lực, có uy tín. Nhờ vậy các cầu thủ cũng thương yêu vị huấn luyện viên, làm theo những lời chỉ đạo của ông và phấn đấu hết mình. Trường hợp khác, ông George Mourinho, khi còn là huấn luyện viên của đội Manchester United, phân biệt đối xử với cầu thủ Paul Pogba, thường xuyên cho anh này ngồi ghế dự bị. Sau khi Mourinho bị sa thải, Ole Gunnar Solskjaer làm huấn luyện viên tạm quyền đã cho Pogba ra sân và anh đã thi đấu thăng hoa. Như vậy, người làm huấn luyện viên không thể chỉ nắm quyền rồi chèn ép người dưới, bắt họ phải nghe mình. Cũng những cầu thủ đó nhưng khi được đối xử bình đẳng, họ sẽ có tinh thần thoải mái, thi đấu, thắng liên tiếp. Ông khẳng định áp dụng tinh thần bác hăng sơ vào ngành giáo dục không hề khó. Điều cần làm trước tiên là bản thân người đứng đầu phải cương mẫu, có năng lực, uy tín hết mình vì sự nghiệp chung và đối xử bình đẳng với mọi người. Vất vả tìm trợ lý ngôn ngữ mới cho huấn luyện viên Park Hôm 13 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra thông báo tuyển trợ lý ngôn ngữ mới cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Điều này cũng có nghĩa mối lương duyên của trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn và nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khép lại. Ông Phan Duy Tuấn là cựu sinh viên khoa Đông Phương Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với kinh nghiệm sống và làm việc 8 năm ở xứ sở Kim Chi, ông Tuấn từng được kỳ vọng sẽ tạo nên sự gắn kết giữa đội ngũ ban huấn luyện người Hàn Quốc và các cầu thủ. Tuy nhiên khá bất ngờ là ngoài công việc chuyên môn trên sân, ông Tuấn ít khi cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tham dự các buổi họp báo trả lời phỏng vấn. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại đưa Chung Kyu Jin, một trợ lý ngôn ngữ đồng hương giỏi tiếng Anh, đi theo để phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh. Trước thời ông Phan Duy Tuấn, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo là ông Lê Huy Khoa, hiệu trưởng trường Hàn ngữ Việt Hàn, Canada. Ông Khoa có chuyên môn tốt, được thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rất cao và người hâm mộ cũng hài lòng vì được chứng kiến một người phiên dịch có khả năng chuyển lửa ở những trận đấu lớn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và ASEAN 2018. Thế nhưng công việc phiên dịch của ông Khoa đối với đội tuyển Việt Nam cũng khép lại sau ASEAN 18, buộc lòng VFF phải thông báo tuyển người cho hai chiến dịch AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Như vậy là lần thứ ba trong vòng một năm, VFF phải thông báo tuyển trợ lý ngôn ngữ mới. Lúc mới đến với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo có 2 tuần làm việc cùng ông Lê Huy Khoa, nhưng sau đó lại đổi sang sử dụng trợ lý người Hàn Quốc Han Yong Kuk. Nhưng sau khi cùng với U23 Việt Nam tham dự giải U23 quốc tế M150 cấp tổ chức ở Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định mời lại ông Lê Huy Khoa vì trợ lý Han không thể truyền tải được đầy đủ thông điệp mà ông muốn gửi gắm cho học trò. Trong ba trợ lý ngôn ngữ từng làm việc cùng ông Park, ông Lê Huy Khoa là người được đánh giá cao nhất về khả năng tạo ra sự liên kết giữa thầy và trò. Hiện nay việc tìm kiếm một nhà phiên dịch mới thông thạo tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh và đam mê bóng đá là điều không đơn giản. Ông Lê Huy Khoa phân tích, ở Việt Nam giỏi tiếng Hàn Quốc thì nhiều nhưng nam giới lại chiếm số ít. Công việc phiên dịch ở đội tuyển lại không cần nữ, chưa kể những người thực sự đam mê bóng đá cũng không có nhiều công việc ở VFF trong năm 2019 lại mang tính thời vụ. Theo tôi tìm hiểu, có một số người giỏi tiếng Hàn, tiếng Anh nhưng lại có công việc viên dịch ổn định hết rồi nên cũng ngại thử sức ở VFF, dù chế độ lương và thưởng xét theo mặt bằng chung không thấp. Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc tìm trợ lý mới sắp tới đây. Ông Khoa cho biết, trong trường hợp VFF tìm được người thích hợp để làm trợ lý ngôn ngữ, ông sẵn sàng chia sẻ lại những tư liệu về công việc thường nhật ở đội tuyển những thuật ngữ chuyên môn để giúp trợ lý ngôn ngữ mới không mất nhiều thời gian làm quen với công việc tại đội tuyển. Theo ông Lê Huy Khoa, nhà cầm quân 60 tuổi người Hàn Quốc rất kỹ lưỡng trong việc tuyển chọn trợ lý ngôn ngữ. Ông Khoa cho biết, khi có danh sách các ứng viên, VFF và huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ kiểm tra từng người. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt ra những giả định về chuyên môn, sau đó yêu cầu ứng viên dịch lại cho Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và ông Đoàn Anh Tuấn, phó vòng các đội tuyển VFF nếu ứng viên không đáp ứng được thì sẽ bị từ chối ngay